Xin giới thiệu với các bạn là đây là một bộ cầu điện phanh dầu kích thước các loại, cầu có số phụ, số mạnh, dây cần, có sử dụng phanh tay hoặc phanh chân thì tùy khách hàng lựa chọn. Tim ốc cầu thì chéo 7-11 các bạn nhé. Đấy, chéo này 10 này, vuông 7 này, đĩa phanh loại lớn này 18 này. Tổng phanh thì sử dụng hai xi lanh các bạn nhé, hai piston rất là ăn và an toàn. Dây dầu là dài 2 mét. Đấy, dây dầu dài 2 mét cộng với này dây của cầu 1 mét nữa thì kéo về đằng trước có thể lên đến 2,5 m, 2,7 m. Chiều rộng cây cầu này được tính từ mặt tăng bua này đến hết cái phía má bên kia, có các cỡ là từ 60 cho đến 1,5 m các bạn nhé, từ 60 đến 1,5 m, rất là nhiều lựa chọn. Động cơ thì có từ 500, 850, 1000, 1200 và 1500W, 2000W, có 48V, 60V và 72V cho khách hàng lựa chọn. Trong video này thì giới thiệu bộ cầu thôi. Đây là dòng cầu liền, nó rất là khỏe. Hiện nay thì em đang bán cái này là bán rời. Khách hàng mua thêm động cơ thì mình áp giá mà thôi. Từng món một. Combo giá rẻ nhất trên thị trường hiện nay nhé. Đấy, hàng đẹp và giá rẻ. Có đi kèm một gối cầu, một bên cầu lên đến hai bên cầu. Đấy. Link đặt hàng em để dưới video. Các bạn xem hàng thì xem video nhớ bấm đăng ký kênh, bật chuông thông báo để nhận được những cái thông báo khi mới đăng video mới lên. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình.